Bạn hôm nay thì xin giới thiệu với các bạn bài số 2, công thức số ô tô trong vòng 8 tháng, tại sao CBD trả tiền cho bạn. Trước khi đi vào bài viết số 2 này, các bạn hãy đăng ký kênh cho Thủy Đỗ để chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chuỗi bài về công thức sở hữu ô tô các bạn nhé. Các bạn hãy nhấn vào nút chuông màu đỏ đăng ký kênh cho Thủy Đỗ các bạn nhé. Và các bạn ạ, có thể nói mình đang hạnh phúc từng giây từng phút khi được sống trong môi trường S số 9. Bởi nơi này biến ước mơ thành hiện thực. Bởi nơi này cho chúng ta học tập ngày đêm, kết nối hàng triệu người Việt Nam khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những yêu người yêu tự do, những người thích giúp đỡ người khác để cùng làm giàu tập thể. Kết quả là chân lý các bạn ạ. Có những người hiện nay trong hệ thống S số 9 là dân tộc thiểu số, có những người mới học hết lớp 3, có những bác là nông dân, có những bác là bán cá, có những em mới có 19 tuổi thôi, có những người là 67 tuổi rồi, có những bác là 80 tuổi không hề biết đi xe đạp, chẳng hề biết đi xe máy, cũng không hề biết công nghệ thông tin, và họ đã đều thành công. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công hơn họ rất nhiều, đúng không các bạn? Vậy ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ các bạn với các bạn một bài học số 2 trong 9 bài học và 6 bước đi đầu tiên. Công thức sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng các bạn nhé. Các bạn ạ, các bạn có biết không? Hiện giờ trong hệ thống S số 9 đã có gần 500 chiếc xe hơi hình bông tuyết. Đã có hơn 10 chiếc xe mẹt rồi. Vậy chắc chắn chúng ta sẽ đạt được điều đó. Mọi người đạt được thì chắc chắn chúng mình cũng sẽ đạt được thôi. Vậy công thức số ô tô trong vòng 8 tháng đó là gì? Đó là gì hả các bạn? Vậy là tư duy đúng cộng hành động đúng chắc chắn sẽ ra ô tô. Tư duy quyết định bài học 1 chúng ta biết rồi. Tư duy quyết định 80% trong bất cứ công việc gì. Chúng ta làm kinh doanh thương mại, MLM, làm network marketing, ta phải tập trung vào cái đầu trước, đúng không bạn? Khi ta có tư duy đúng, ta mới biết học kiến thức đúng. Sau đó, ta mới lựa chọn công cụ đúng. Vậy, thành công đó là điều đương nhiên. Bài 1 chúng ta đã học rồi. Hai câu hỏi tối quan trọng. Sau khi ký hợp đồng, việc quan trọng nhất của bạn đó là gì? Đó chính là ta tìm đồng đội. Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì phải có đồng đội. Cha ông ta đã nói điều này rồi. Vậy đích đến của một nhà kinh doanh thương mại đó là gì? Đó chính là trở thành thủ lĩnh, thành thầy cô giáo, truyền cảm hứng cho những ai đi theo mình và biến ước mơ của họ vượt khỏi rào cản để chinh phục được ước mơ. Đúng không bạn? Đó chính là hai câu hỏi tối quan trọng của bài thứ nhất. Và bài hôm nay, bài thứ hai, nếu có bài một thì không có bài hai thì chắc chắn là vô nghĩa rồi, phải không các bạn? Ai trong số các bạn muốn có thu nhập 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu trở lên? Nói tôi. Vâng. Bao nhiêu trong số chúng ta không chỉ muốn có một chiếc xe hơi, mình phải giúp 5 đồng đội nữa sở ô tô để có chiếc xe mẹt Mercedes-Benz thì giơ tay nói tôi. Với bao nhiêu trong số chúng ta giúp 15 người có xe hơi để chúng ta có biệt thự Hy Lạp bên bờ biển Hy Lạp, đó là 8 tỷ tư, giơ ngón tay cái nói tôi. Thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường làm được, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài học số 2 các bạn nhé. Các bạn cùng theo dõi lên màn hình, chúng ta cùng nhau đến với bài số 2. Vậy tại sao CBD trả tiền cho bạn? Đây là một hệ thống phân phối truyền thống. Các bạn thấy phân phối truyền thống với lại là kinh doanh thương mại
MLM, network marketing đều giống nhau, đều là có nhà sản xuất. Vậy kinh doanh truyền thống là phải có bán buôn, từ bán buôn qua tiếp thị rồi đến tay người bán lẻ, từ bán buôn có quảng cáo rồi đến với người bán lẻ, từ người bán lẻ rồi mới đến người tiêu dùng là chúng ta. Vậy các bạn biết là từ nhà sản xuất đến bán buôn thì phải kinh doanh truyền thống đều phải thuê mặt bằng bến bãi, đều phải thuê người tiếp thị, đều phải thuê quảng cáo, rồi đều phải trả lương cho người bán hàng, đều phải trả lương cho người đi ship hàng. Vậy các bạn thấy là nếu ta quảng cáo ở giờ vàng, đặc biệt là lúc ta xem phim giờ cao điểm nhất, trong cái giờ phút mà bộ phim hay nhất, thì quảng cáo trong giờ vàng này các bạn thấy trả quảng cáo cực cao luôn. Và các bạn thấy một chai nước khoáng chúng ta tại nhà sản xuất có thể chỉ có 2.000 thôi, và đưa cho người bán buôn, ta mua tại người bán buôn thì có thể là 4.000, và từ người bán buôn sang người bán lẻ ta mua tại người bán lẻ là 5.000. Nhưng nếu cái chai nước khoáng này có mặt tại khách sạn thì có thể chúng ta sẽ mua lên 10.000. Và nếu chai nước khoáng này có mặt ở khách sạn VIP hơn thì ta có thể mua lên 20.000. Nhưng cái chai nước khoáng này nếu ta mua ở khách sạn nhiều sao thì có thể chai nước khoáng này lên tới 50.000. Vậy người tiêu dùng phải trả một cái chi phí cực kỳ khổng lồ về đến tay người tiêu dùng của chúng ta, từ 20.000 lên đến từ nhà sản xuất 2.000 cho đến tay người tiêu dùng là đến 50.000. Thì ta thấy rõ ràng là người chủ yếu là người tiêu dùng phải chịu cái khoản tiếp thị quảng cáo, đúng không các bạn? Đó chính là kinh doanh truyền thống. Và kinh doanh truyền thống thì nếu chúng ta muốn có một đại lý, chúng ta phải bỏ rất là nhiều tiền để chúng ta mua hàng, chúng ta để hàng tại quầy, là chúng ta đóng hàng, chúng ta bán. Ta thấy rõ ràng là phải cần một số vốn cực kỳ lớn. Nhưng khi chúng ta kinh doanh tại thị trường S số 9, tại tập đoàn chăm sóc sức khỏe Cyberonic, hàng nhập khẩu của Nga, thì từ nhà sản xuất không hề có tiếp thị, không hề có quảng cáo, không hề qua bán buôn, không hề qua bán lẻ, mà từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng luôn. Đó là khác nhau, khác xa giữa kinh doanh truyền thống với kinh doanh network marketing, đặc biệt trong hệ thống S số 9. Từ nhà sản xuất, Thủy sẽ vào ngay trang website của công ty Cyberonic, hay bạn nào cũng vậy, người khách hàng nào cũng vậy, cũng giống như Thủy là tư vấn viên của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Cyberonic. Chúng ta vào hẳn trang công ty Cyberonic, chúng ta chọn trong siêu thị của trang website, chúng ta mua. Và các bạn thấy trên trang website của công ty đã niêm yết giá, và ai tư vấn viên cũng mua cũng cái giá đó, ai là khách hàng cũng mua chỉ có một giá, và ra đời từ năm 1996 cho đến nay chỉ có một giá. Và từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng luôn chỉ có một giá. Ví dụ một hộp trà Tummo là làm sạch đường ruột, thanh lọc đường ruột 120.000, thì tại nhà sản xuất là 120.000. Dán vào giá niêm yết tại trang website công ty cũng 120.000, và Thủy cũng mua 120.000, bất kể ai cũng mua 120.000, không hề có tiếp thị, không hề có quảng cáo, không hề có bán buôn, không hề có bán lẻ. Đây đó chính là hệ thống của S số 9 đó. Và tại sao CBD trả tiền cho bạn? Ví dụ như là Thủy mua tại công ty là 120.000, và các bạn cũng mua 120.000, đúng không bạn? Và khi Thủy mua 120.000 mua tại công ty thì chúng ta được giảm giá 25% thuế trước bạ. Vậy ai cũng được giảm 25%,
Thủy được giảm 25% và khách hàng ai cũng mua ở đây cũng được giảm 25%. Vậy một hồng trà 120 ngàn được giảm 25% thì chỉ còn có hơn 100 ngàn thôi, một hộp trà thôi. À, vậy thì tại sao CBD trả tiền cho bạn? Bởi vì CBD hoàn toàn không có tiếp thị, hoàn toàn không có quảng cáo, hoàn toàn không có bán buôn, hoàn toàn không có bán lẻ ở đây. Cho nên từ tay nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng, cho nên bạn cũng được giảm 25%, Thủy cũng được giảm 25%, và mua một sản phẩm cũng được giảm 25%, mua nhiều sản phẩm cũng được giảm 25%. Đó chính là tại sao CBD trả tiền cho bạn, bởi không hề có tiếp thị, không hề có quảng cáo, không hề có bán buôn bán lẻ, cho nên tất cả chúng ta đều được hưởng 25%. Đó chính là tại sao CBD trả tiền cho bạn các bạn nhé. Vậy tiếp theo, tại sao CBD trả tiền cho bạn nữa? Các bạn theo dõi trên màn hình, các bạn sẽ thấy có phải trả tiền cho bạn đó là chúng ta lao đi bán hàng không? Có phải trả tiền, CBD trả tiền cho bạn đó là chúng ta đi thuyết phục người khác, chúng ta lôi kéo người khác không? No. Vậy bao nhiêu phần trăm tiền từ đâu mà ra? Rất nhiều tư vấn viên, rất nhiều ứng cử viên hỏi câu này là vậy bao nhiêu phần trăm tiền từ đâu mà ra. Vậy các bạn nhìn trên cái sơ đồ này, 80% đó là học hoặc dạy lại người khác, 18% là tuyển dụng, có 2% là bán hàng. Vậy chúng ta bán sản phẩm hữu hình là 2%, 18% là tuyển dụng, chúng ta đi tìm đồng đội, chúng ta chiêu mộ người hiện tài, chúng ta đi tìm những con người muốn có ô tô trong vòng 8 tháng, chúng ta đi tìm những con người có khát khao tự do, những người có giá trị sống, những người thích giúp đỡ người khác, những người thích tự do tài chính, những người thích phát triển bản thân, thì chúng ta tuyển dụng những người như thế. Đó chính là chúng ta được CBD trả tiền chúng ta 18%. Còn 80% là chúng ta phải học. Đấy, đây Thủy cũng đang học đây, các bạn cũng đang học đây, chúng ta học. Sau chúng ta học xong rồi chúng ta làm gì? Chúng ta đi dạy lại cho những người khác cũng hiểu tại sao CBD trả tiền cho bạn, đó là 80%. Chúng ta học thật nhanh, chúng ta học 6 bước đi đầu tiên, chúng ta học 9 bài đào tạo cơ bản các bạn nhé. Đây chính là đăng bài số 2 trong 9 bài đào tạo cơ bản với các bạn. Rồi chúng ta dạy lại, chúng ta chia sẻ lại cho đồng đội của mình. Vì sao? Bài 1 đã khẳng định đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng, đó là trở thành ai? Đó là trở thành thầy cô giáo. Đó là trở thành ai? Đó là trở thành thủ lĩnh, truyền cảm hứng, giúp những người tin tưởng theo ta, đúng không? Thắp sáng ước mơ cho những người đi theo mình. Muốn trở thành thầy cô giáo thì chúng ta phải học, chúng ta phải dạy lại. Nếu chúng ta không hiểu câu chuyện này, chúng ta đều lao đi bán hàng. Chúng ta bán, đương nhiên bán hàng rất là quan trọng, nhưng một người bán hàng có bằng 1.000 người bán hàng không? Một người bán hàng có bằng 10.000 mà người bán hàng không? Một người bán hàng có bằng 50, một 10.000 người bán hàng không? Một người bán hàng có bằng 1 triệu người bán hàng không? Vậy làm thế nào để ta tạo ra đội nhóm 1.000, 5.000, 10.000, hàng triệu con người đây? Thì mình phải biết cách học các bạn ạ, mình phải biết cách học, mình phải biết cách dạy lại cho người khác. Mình phải dành nhiều thời gian vào đây thôi, nhiều thời gian vào đây để chúng ta cùng học. Đương nhiên muốn dạy lại thì mình phải có người để dạy chứ. 18% rất quan trọng. Đây các bạn thấy tuyển dụng 18% vô cùng quan trọng. Chính là câu hỏi đầu tiên, tìm đồng đội. Học thật nhanh kỹ năng chia sẻ cơ hội cuộc sống này, học thật nhanh kỹ năng xử lý từ chối này, vân vân. Vậy bán hàng trong network marketing là bán cái gì? Chúng ta chia sẻ câu chuyện sản phẩm của mình như thế nào. Ví dụ Thủy đầu tiên vào đây các bạn thấy này, đầu tiên là Thủy da đen này, nám này, nhưng bây giờ qua 1 năm thì sử dụng sản phẩm của Sevelenis, thì sử dụng Chonolon này, sử dụng canxi, sử dụng he thiêu búc, rồi sử dụng magie, sử dụng 3D,
Rồi bên cạnh đó thì sử dụng đồ thanh lọc, đó là bộ ba thanh lọc này, rồi bộ xốp men này, rồi thủy đỗ sử dụng, không chỉ là cải tạo toàn bộ cái hệ thống bên trong của thủy, làm mới hoàn toàn uống ở bên trong, nội tạng của thủy, mà thủy còn sử dụng bên ngoài kem chống nắng, kem dưỡng da ban ngày, kem kim cương, rồi kem dưỡng da ban đêm, rồi serum, rồi kem chống nếp nhăn cho mắt, vân vân. Đó, bây giờ Thủy thấy là da của mình đang sáng dần lên, da của mình đang căng dần lên, đang tràn căng nhựa sống dần lên. Và Thủy rất là tự tin khi đi chia sẻ cái những cái sản phẩm mà Thủy đã sử dụng, Thủy đã ăn vào người, Thủy đã uống vào người, Thủy đã bôi trên chính da thịt của mình. Và hiện tại là mình đang rất, da của mình đang sáng dần lên và mình cảm thấy rất là tự tin. Và chúng ta không hề phải mang sản phẩm lao đi, đi gõ cửa nhà người khác, đi chào mời. No, điều đó chỉ chiếm 20 phần, có 2% đấy các bạn này, mỗi 2% thôi. Bán hàng chỉ có 2% thôi các bạn nhé. Vậy nếu học hành, nếu vậy bạn phải dành quá nhiều thời gian, nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho việc bán hàng thì làm sao mà ta có đồng đội được, làm sao mà chúng ta trở thành thủ lĩnh được, làm sao mà chúng ta thành công được, làm sao mà chúng ta truyền cảm hứng được đây, đúng không các bạn? Nó hoàn toàn đúng với CVD và nó hoàn toàn không đúng với bất kể một công ty nào khác. Nhanh chóng chúng ta học để dạy lại người khác các bạn nhé, nhanh chóng và nhanh chóng chúng ta học để dạy lại người khác. Học ở đây có 3 cấp độ học tập các bạn ạ. Nếu chúng ta biết 3 cấp độ học tập ở đây là như thế nào, và ta thấy chúng ta học 4 năm đại học, thì học 4 năm đại học thì học có rất nhiều bằng cấp khác nữa. Chúng ta chỉ kiếm được 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu là hết đát rồi. Thì mấy chục năm trong nghề thì kiếm được 30 triệu là hết đát lắm rồi các bạn ạ. Vì chúng ta không có phương pháp học, chúng ta không biết học cái gì, chúng ta không học, không biết học cái gì, chúng ta không biết học để làm gì, chúng ta cứ học thôi. Vậy trong hệ thống S số 9 các bạn ạ, chúng ta có 80% đến từ đâu? Đây 80% các bạn này, 80% chúng ta phải học, 80% chúng ta dạy lại người khác, 2% tiền đến từ bán hàng, 18% tiền đến từ việc chiêu mộ đồng đội, tiền đến từ việc tìm những người có chí hướng, thích phát triển cá nhân, thích giúp đỡ người khác, thích làm chủ cuộc sống, thích khỏe, thích trẻ, thích đẹp, thích tự do, thích ô tô. Đó là 18% các bạn nhé. Vậy bài 2, mình vẫn chưa hình dung ra sức mạnh của kinh doanh theo mạng, mình vẫn chưa hình dung ra tại sao, tại sao mình lại có thu nhập thụ động 50 triệu, 200 triệu trở lên. Chúng ta muốn có câu trả lời làm cách nào một tháng mình chỉ cần quay vòng có 2 triệu rưỡi thôi, mình có thu nhập thụ động 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu và hơn thế nữa. Các bạn hãy chờ đón bài học số 3, một sức mạnh mà ta chưa bao giờ biết đến. Một sức mạnh Thủy học trong trường đại học mà không hề biết sức mạnh này. Nhưng những người tài giỏi trên thế giới này, họ đều biết sức mạnh này. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sử dụng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng sử dụng, Đức Chúa Giêsu cũng sử dụng sức mạnh này các bạn ạ. Ta hãy chờ đón bài số 3 tiếp theo của Thủy các bạn nhé. Và Thủy xin dừng lại bài số 2 ở đây. Thủy xin dừng lại bài số 2 ở đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy đăng ký, nhấn vào nút chuông màu đỏ đăng ký cho Thủy Đỗ để chúng ta cùng nhau đến với bài số 3 các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài số 3 công thức sở hữu ô tô các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.